Xin chào bạn. Theo trend của một video mới ra mắt mới đây của Sơn Tùng MTP thì hôm nay mình sẽ trao cho bạn một chiếc iPhone siêu khỏe với mức giá thì rẻ không thể nào mà chịu được, và đó chính là chiếc iPhone SE với mức giá chỉ còn khoảng 2,6 triệu đồng. Và tại điểm giữa năm 2019 này, chúng ta vẫn còn một vài lý do để chọn mua chiếc điện thoại này về sử dụng. Và lý do tại sao thì ngay sau đây xin mời bạn theo dõi video. Và cái lý do đầu tiên tất nhiên là giá bán rồi. iPhone giá rẻ chính là cụm từ mình nghĩ là sẽ có rất nhiều người thích, thích hơn nhiều so với Android giá rẻ. Bởi mặc định từ trước đến nay thì iPhone luôn được coi là một món đồ xa xỉ phẩm, giá thành rất cao mỗi khi ra mắt, thậm chí là 1-2 năm ra mắt rồi giá của nó vẫn ở rất xa tầm với của mọi người. Chính vì thế nên iPhone mà có mức giá chưa tới 3 triệu đồng sẽ là một trong những thứ mà các bạn nên dành một chút thời gian để xem nó có phù hợp với những nhu cầu sử dụng của mình hay không. iPhone giá 2 hay 30 triệu thì là một sản phẩm cao cấp, và ngay cả khi nó về mức giá chưa tới 3 triệu đồng thì nó vẫn là một cái sản phẩm cao cấp. Và theo cá nhân mình, iPhone luôn là lựa chọn tốt nhất ở mọi phân khúc giá, đặc biệt là với mức giá mà ai cũng có thể mua được với mức giá là chưa tới 3 triệu đồng này. Chúng ta đến với cái lý do thứ hai tại sao các bạn nên chọn mua chiếc iPhone SE này. Cái giá bán không phải là yếu tố quan trọng nhất, mặc dù nó cũng khá là quan trọng, nhưng cái hiệu năng, cái sức mạnh bên trong nó mới là cái yếu tố quyết định là nó có nên mua hay không. Và tại thời điểm mình làm video này là tháng 7 năm 2019, tức là chúng ta đã đi được 1/2 chặng đường của năm nay rồi. Và đồng nghĩa với việc chiếc iPhone SE này nó cũng đã có hơn 3 năm tuổi, nhưng hiệu năng của nó thì vẫn chưa có dấu hiệu già đi. Bằng chứng cho điều này đó là máy vẫn được cập nhật lên phiên bản iOS 13 mới nhất, hiện đang ở dạng public beta, và không lâu nữa thì nó sẽ có bản chính thức, các bạn có thể dễ dàng tải về và cài đặt. Nói qua một chút về iPhone SE cùng với phiên bản iOS 13 thì đây tiếp tục là một bản cập nhật cải thiện hiệu năng cho chiếc máy này khỏe lại càng thêm khỏe, và cùng với đó là một vài tính năng mới thú vị khác nữa. Và điều quan trọng mình muốn nhấn mạnh đó là chiếc iPhone SE này với hiệu năng còn rất tốt sẽ mang lại cho chúng ta cái trải nghiệm sử dụng tốt nhất ở trong tầm giá này, với đầy đủ mọi nhu cầu từ cơ bản nhất cho tới nâng cao. Mọi thao tác đều có độ trễ, độ phản hồi rất là thấp, điều mà các bạn sẽ không thể tìm thấy được trên một sản phẩm Android cùng tầm giá hoặc thậm chí là cao hơn. Và điều quan trọng mình muốn nhấn mạnh ở đây đó là iPhone SE với hiệu năng còn rất tốt sẽ mang lại cho các bạn cái trải nghiệm sử dụng tốt nhất ở trong tầm giá này, cùng với đầy đủ mọi nhu cầu từ cơ bản nhất cho tới nâng cao. Đồng ý với việc có chiếc Apple A9 trên iPhone SE cũng như là iPhone 6S thì cũng đã có hơn 3 năm tuổi rồi, và không thể phủ nhận việc mà nó đang già đi, yếu đi. Tuy nhiên những cái trải nghiệm mà các bạn sử dụng thì nó sẽ hoàn toàn vượt trội, ăn đứt nhiều sản phẩm đối thủ khác trong cùng tầm giá, thậm chí là cao hơn. Ví dụ ở đây mình đang có là chiếc Samsung Galaxy M20 và chiếc iPhone SE này. Các bạn để ý là khi mình bật nguồn lên thì cái chiếc M20 này một lúc sau nó mới sáng màn hình. Đây là một trong những thứ rất là nhỏ thôi nhưng phần nào nó sẽ ảnh hưởng tới quá trình của bạn sử dụng. Hay là một cái ví dụ nữa đó là trên chiếc Galaxy M20 này, khi mà chúng ta có một cuộc gọi đến ấy, thì cái chuông nó sẽ lên trước và cái màn hình của nó thì vẫn hơn 5 giây thì nó mới lên sau. Và chiếc iPhone SE của mình thì không bao giờ gặp phải tình trạng như vậy. Nói qua một chút về khả năng chơi game trên chiếc iPhone SE này thì mặc dù nó có màn hình bé và có thể sẽ mang lại đôi chút bất tiện, nhưng dần các bạn sẽ làm quen được với điều này. Máy có thể chơi game được mượt mà, đồ họa tối đa. Nhưng theo mình thì mình khuyên các bạn không nên sử dụng chiếc máy này để chơi game vì màn hình của nó khá nhỏ so với mặt bằng chung thế hệ smartphone bây giờ, và ngoài ra thời lượng pin của nó cũng chỉ đạt ở mức trung bình khá mà thôi. Để chờ thì rất lâu nhưng mà chơi game thì nó sẽ rất là nhanh hết pin. Và cuối cùng ở trong video này chúng ta có một câu hỏi được đặt ra, đó là ai nên dùng chiếc iPhone SE này. Và theo mình, với mức giá chưa tới 3 triệu đồng thì bất cứ ai cũng có thể mua về và sử dụng nó một cách dễ dàng, thoải mái. Nhưng đặc biệt, các bạn có thể mua chiếc máy này về làm một chiếc máy phụ, bởi vì nó có những cái ưu điểm để phục vụ tối đa cái nhu cầu này. Đó là ngoại hình nhỏ gọn này, loa to, sóng khỏe và cầm rất là thích tay. Và đặc biệt thì cái cấu hình của nó rất là mạnh, nên các bạn nếu mà mua về chỉ để nghe gọi không thì vài năm sử dụng là cái điều hoàn toàn có thể trên chiếc máy này, và nó sẽ giúp các bạn tiết kiệm được một khoản tiền khá lớn khi mà không phải thay máy liên tục. Và ngoài ra, các bạn cũng có thể mua chiếc máy này về cho ông bà, bố mẹ hoặc là anh chị em, những người nào cần sử dụng một chiếc điện thoại đơn giản này, dễ dùng, dễ làm quen, và đặc biệt là khi cần gọi cho ai thì có thể bấm một cách dễ dàng. Đấy, tất cả nó chỉ có một cái phím home này mà thôi, rất là dễ. Quan trọng nhất đó là chiếc iPhone SE này nó thật sự là ổn định. Còn nếu các bạn để chơi game thì không nên, vì nó có màn hình hơi nhỏ cũng như thời lượng pin trung bình như mình vừa nói bên trên. Nhưng nếu cần thì iPhone SE vẫn đáp ứng được rất tốt cái trải nghiệm chơi game này cho các bạn, nên hãy hoàn toàn yên tâm. Và theo bạn thì chiếc iPhone SE này có phải là cái sản phẩm iPhone mà rẻ nhất, khỏe nhất tại hiện bây giờ chưa? Thì hãy để lại ý kiến của bạn ở ngay bên dưới video để chúng ta cùng nhau bàn luận. Và nếu như cần thêm thông tin thì các bạn có thể tham khảo ngay trên website của Di Động Minh hoặc click vào đường link mình sẽ để dưới mô tả của video này. Và đừng quên bấm đăng ký kênh, bấm chuông theo dõi để luôn cập nhật những thông tin công nghệ mới nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.